ngưỡng biết lắm. Phúc Sina bảo Chúa ơi, con người con là một cái hố đen ngòm Chúa ơi, mà tại sao Chúa lại Chúa đến ở là sao Chúa ơi? Chúa nói con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Ông hư mất chưa? Đây đây, chia sẻ cho mọi người. Rồi, cái tên là gì cơ? Rồi, cái tên là gì? Con tên Phêrô đi ra anh Thu. Con ở xứ con ở xứ xứ thành phố. Thành phố của cái được tên gì đó em chia sẻ cho mọi người. Thưa cha, con 24 Tết tự nhiên cái con sốt rung lên và con xuống 6-7 ký, con đi không được. Cái nhà con đưa con đi cấp cứu ở bệnh viện Long Khánh. Cái bệnh viện Long Khánh đưa con đi xuống Hồ Nai. Hồ Nai cái người ta nói con là bị tiểu đường chuyển qua suy tim, giãn động mạch chủ, mà con rung nữa lắm con đi không được. Cái nhà con thấy vậy cái thôi cho con đi bệnh viện tim tốt nhất thành phố. Cái xuống dưới người ta nói con cũng y vậy. Thôi ông bị bệnh tiểu đường, không có chữa ông tim được để hết tiểu đường hả? Cho con từng lễ về rồi bắt đầu từng lễ xét nghiệm. Cái con về con lành chuỗi, con đập lòng xương xót, con ngồi không được, con quỳ lên. Vợ con lấy cái bàn cho con dịnh vậy nè. Con lành được 2 chuỗi, cái con nằm xuống. Cái con lành thêm 2 chuỗi, con nằm xuống. Cứ vậy con làm được 7-8 chuỗi, con làm được 7 ngày. Cái con đi xuống, con xét nghiệm trở lại, bác sĩ nói lạ lắm. Hết bệnh rồi. Không quan tâm gì nữa, con bé rồi. Cái con thấy người con lành lành nó lên ký, lên ký cho lần này là con bình thường. Cha con đến con chia sẻ, con tạ ơn Chúa. Nên con bao nhiêu tuổi cho làm gì? Con 60 tuổi, con làm giường. Con hôm nay con đi có 4 đứa em, 4 đứa cháu con nữa. Và con giáo phận Xuân Lộc. Rồi cái bà con ở trong giáo hội, họ ở trong xứ con á, người ta thấy con sao nhiều ơn lạ quá. Cái có hai cái anh đó, anh bị tai biến, anh liệt, anh nhà anh ta hỏi con chứ sao mà anh làm sao mà anh hết. Con kể cho người ta là anh nói anh cũng muốn nghe, nghe cha được giảng đây là cha chịu xin cộng đoàn cầu nguyện cho ảnh, nhưng mà ảnh liệt, ảnh đi không được. Ảnh nhờ con, gia đình ảnh nhờ con lên đây để nói cha được cộng đoàn cầu nguyện cho hai anh. Một gia đình hai người hay là hai gia đình? Hai gia đình cha. Để con cầm hai cái máy để con tặng cho hai gia đình đó nhìn cha. Đó, cầm hai cái máy về tặng cho hai cái anh bị liệt đó. Rồi cộng đoàn chúng ta hứa là sẽ cầu nguyện cho mấy người anh em ấy. Hứa không? Rồi, chúng ta sẽ cầu nguyện cho anh em trên máy nha. Rồi con mới cầm. Đây là món bỏ anh ra, đây là món quà của đồng chú thương xót gửi tặng cho anh nha. Hai món quà, hai người nha. Rồi, chú lành cho con.